Xin chào mọi người, và tiếp theo chuỗi video về bệnh lý tăng huyết áp thì hôm nay bác sĩ Trí sẽ tiếp tục một cái video và rất là nhận được sự quan tâm rất là nhiều của mọi người, đó là các biện pháp thay đổi lối sống hay là các biện pháp giúp chúng ta hỗ trợ giảm huyết áp, ổn định chỉ số huyết áp mà chúng ta không dùng thuốc. Bác sĩ Trí sẽ chia sẻ với mọi người 7 cái phương pháp. Đầu tiên đó là giảm cân nha mọi người. Chúng ta nên duy trì cái cân nặng của chúng ta để đạt được chỉ số BMI nằm trong khoảng từ 18.5 đến 23. Đây là khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về mức cân nặng chuẩn đối với người châu Á. BMI là chỉ số khối cơ thể. Thì nếu mọi người chưa biết cách tính thì có thể làm nhắn tin cho bác sĩ Trí qua Facebook, bác sĩ Trí sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tính. Hoặc cái thứ hai đó là mọi người vào cái trang web bstri.vn sẽ có cái công thức tính cho mọi người. Tính thôi là với mức chiều cao của mọi người thì mọi người cần phải giữ cái cân nặng của mình là bao nhiêu để đạt được cái cân nặng chuẩn. Thì mọi người nhớ cho bác sĩ Trí là mình nên giữ cái mức cân nặng để đạt được chỉ số BMI nằm trong khoảng từ 18.5 đến 23. Thì theo như các nghiên cứu và các báo cáo của các hội tim mạch là nếu chúng ta giảm được 1 kg cân nặng, chúng ta có thể giảm được một chỉ số huyết áp. Ví dụ như chúng ta giảm được 5 kg cân nặng, chúng ta có thể giảm được 5 chỉ số huyết áp. Xuống ví dụ như mọi người là 140 mm thủy ngân, chúng ta giảm được 5 kg, chúng ta có thể đưa chỉ số huyết áp chúng ta về cái mức trung bình là khoảng 135. Cái thứ hai trong vấn đề giảm cân đó là mọi người phải giảm cái vòng eo ha. Thì theo khuyến cáo luôn là chúng ta nên, đối với nam chúng ta nên giảm cái vòng eo của mình xuống dưới 90, đối với nữ là chúng ta phải giảm xuống 80. Thì mọi người biết á, khi mà chúng ta thừa cân và chúng ta có cái vòng eo lớn á, thì chúng ta có nguy cơ cao, không chỉ đối với việc là chúng ta nguy cơ của bệnh lý huyết áp tim mạch, mà chúng ta vẫn còn là nguy cơ cao của bệnh lý rối loạn mỡ máu nè, các bệnh lý như là đái tháo đường hoặc là đột quỵ. Thì chúng ta sẽ giảm cân bằng cách là chúng ta sẽ điều chỉnh cái lượng ăn uống và chúng ta sẽ tăng cường tập luyện, chứ mọi người không nên là dùng các loại thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc. Cái phương pháp thứ hai trong cái điều chỉnh lối sống hay là ổn định huyết áp mà không cần dùng thuốc, đó là chúng ta cần phải tăng cường tập thể dục. Thì theo như khuyến cáo của Hội Tim mạch Hoa Kỳ và được Hội Tim mạch Việt Nam khuyến cáo lại, đó là chúng ta nên tập thể dục ít nhất là mỗi ngày 30 phút, và thời gian tập của chúng ta đó là ít nhất 5 ngày mỗi tuần. Tính ra là khoảng mỗi tuần chúng ta tập khoảng 150 phút, đó là cái khoảng mức ít nhất. Thì nếu chúng ta tập thể dục, cái thói quen duy trì tập thể dục chúng ta được đều đặn, chúng ta duy trì hàng ngày như vậy, chúng ta có thể giảm được tới 8 chỉ số huyết áp nha mọi người. Ví dụ như huyết áp chúng ta đang là 140, chúng ta tập thể dục đều đặn hàng ngày như vậy, chúng ta có thể đưa huyết áp của chúng ta về xuống dưới khoảng 130-132. Thì vấn đề tập luyện như thế nào là phù hợp thì không quan trọng là mọi người tập luyện bài gì, chúng ta có thể tập bất kỳ cái bộ bài tập gì mà phù hợp với độ tuổi của chúng ta, phù hợp với tình trạng sức khỏe của chúng ta, phù hợp với tình trạng bệnh lý chúng ta đang có. Ví dụ như mọi người bị đau khớp á, thì mọi người sẽ chọn những bài tập phù hợp với người đau khớp. Mình lớn tuổi á, thì mình sẽ chọn những bài tập phù hợp với người lớn tuổi ha. Quan trọng là chúng ta phải tập luyện điều độ, tập luyện đủ cái thời gian, đó là ít nhất 30 phút mỗi ngày. Và quan trọng là chúng ta phải duy trì cái thói quen đó đều đặn trong hàng ít nhất là mỗi tuần là 5 ngày và kéo dài điều đó trong là nhiều tháng, nhiều năm, thì cái việc tập thể dục nó mới có hiệu quả. Và mọi người lưu ý cho bác sĩ Trí là trong quá trình tập á, thì mình nên theo dõi, mình có thể là tăng dần cái cường độ của mình. Ví dụ như là hôm nay có thể là mình tập nhẹ thôi, nhưng mà sau một tuần mình có thể bắt đầu mình tăng dần cái cường độ của mình lên. Hôm nay mình đi bộ thì tuần sau mình có thể là mình tăng dần cường độ lên là mình đi bộ nhanh ha. Một số người ví dụ như là có vấn đề về khớp á, như lúc nãy bác sĩ Trí có nói, mình có thể chọn những cái môn như là đạp xe hoặc là bơi lội, là những cái môn cũng rất là tốt cho những người bị bệnh lý thoái hóa khớp. Theo như các nghiên cứu đã được báo cáo là nếu mà chúng ta tập thể dục tốt đều đặn thì có thể giảm được 8 chỉ số huyết áp, cho nên mọi người hãy áp dụng cái biện pháp này nhé. Biện pháp điều trị tăng huyết áp không dùng thuốc thứ ba hay là phương pháp thay đổi lối sống thứ ba, đó chính là chúng ta phải giảm lượng muối trong chế độ ăn. Thì theo như khuyến cáo của các tổ chức y tế, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới, thì đối với một người trưởng thành chưa có các bệnh lý về huyết áp tim mạch thì chúng ta nên sử dụng cái lượng muối là dưới 5 gram mỗi ngày. Thì 5 gram là bao nhiêu? Nếu như mọi người dùng muỗng cà phê để đong muối đó, thì muỗng cà phê như thế này thì cứ một muỗng cà phê là 5 gram muối nha mọi người. Thì 5 gram muối nó cũng sẽ bằng với lại 8 gram bột nêm. Nếu mọi người dùng bột nêm thì quy đổi ra thì sẽ là 1,5 muỗng cà phê sẽ chứa 8 gram bột nêm thì cũng bằng 5 gram muối. Nếu đổi ra nước mắm á, thì 5 gram muối cũng sẽ là bằng 25 gram nước mắm. 25 gram thì mọi người sẽ dùng cái muỗng canh. Đây là cái muỗng canh.
2 muỗng rưỡi, tức là 25 gram nước mắm thì cũng sẽ chứa 5 gram muối. Còn nếu đổ ra nước tương á, là 5 gram muối thì cũng bằng 35 gram nước tương. 35 gram nước tương là bằng 3,5 cái muỗng canh đựng nước tương nha mọi người. Thì chúng ta nên hạn chế cái lượng muối tiêu thụ hàng ngày. Đối với những người mà đã có những bệnh lý về tim mạch, huyết áp thì chúng ta cần phải giảm cái lượng muối đi một nửa, tức là chỉ còn 2,5 gram muối mỗi ngày, theo như khuyến cáo của Hội Tim Mạch Việt Nam và cả Hội Tim Mạch Hoa Kỳ luôn. Tuy nhiên thực sự để mà chúng ta đong đếm cái lượng muối hàng ngày thì cũng không phải là dễ. Thì chúng ta cần phải áp dụng cái biện pháp để mà giảm cái lượng muối hàng ngày lại. Ví dụ như chúng ta sẽ giảm cái lượng muối nêm nếm hàng ngày. Chúng ta có thể chuyển từ các món mà chúng ta kho sang các món luộc, món hấp. Chúng ta sẽ giảm được cái lượng muối chúng ta nêm nếm ha. Khi chúng ta nấu canh thì chúng ta cũng thể giảm bớt cái lượng muối mà chúng ta nêm vào canh. Một cái phương pháp giảm muối nữa đó là chúng ta sẽ hạn chế sử dụng các thực phẩm nhiều muối. Thì các thực phẩm nhiều muối là những thực phẩm nào? Mọi người có thể là hạn chế sử dụng các loại thực phẩm đóng hộp. Trong các loại thực phẩm đóng hộp thì chứa rất là nhiều muối nha mọi người. Ví dụ như là thịt hộp, cá hộp, hoặc là các thực phẩm chế biến sẵn như là xúc xích nè, chà bông nè, các loại thịt nguội ha, cũng chứa rất là nhiều muối. Bên cạnh đó là chúng ta hạn chế các loại mắm. Thì ở Việt Nam mình có khá là nhiều loại mắm này. Các loại mắm tuy là rất ăn rất là ngon nhưng mà trong đó hàm lượng muối cũng khá nhiều, chúng ta nên hạn chế. Đặc biệt là đối với những người đã có huyết áp và tim mạch, chúng ta nên hạn chế tiêu thụ các loại mắm, ví dụ như là mắm mắm cái, mắm ruốc, mắm tôm, mắm nem ha. Các loại thực phẩm lên men cũng chứa nhiều muối nha mọi người, ví dụ như là cà muối nè, dưa muối nè, củ kiệu, những cái loại thực phẩm ngày Tết mặc dù rất là ngon nhưng nhiều muối thì mọi người cũng nên hạn chế. Một cái phương pháp giảm muối nữa là khi mà chúng ta đi siêu thị hoặc đi chợ mua các loại thực phẩm, chúng ta đối các loại thực phẩm mà đóng gói đóng hộp, chúng ta nên đọc các nhãn sản phẩm, đọc trên nhãn có ghi cái hàm lượng muối bao nhiêu, và chúng ta nên chọn cái hàm lượng sản phẩm mà có hàm lượng muối thấp thôi. Thì trên nhãn sản phẩm á, thì lượng muối sẽ ghi là sodium chloride. Thì nếu như mà mọi người chọn các sản phẩm mà có thành phần sodium nó dưới 150 mg là chúng ta có thể dùng được. Tuy nhiên mọi người cũng biết đó là cái việc mà chúng ta giảm cái chế độ ăn mà giảm muối thì cũng không phải là ngày một ngày hai mà chúng ta giảm được liền, mà chúng ta có thể là giảm dần dần ha. Chúng ta sẽ như những biện pháp lúc nãy giờ bác sĩ Trí chia sẻ, chúng ta nên giảm dần dần, hàng ngày chúng ta giảm một chút thì như vậy chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ quen cái vị giác, chúng ta sẽ quen và chúng ta sẽ giảm được cái chế độ ăn mặn mà mình đã trước giờ mình đã quen ha. Thì theo như các báo cáo của các hội tim mạch á, nếu chúng ta thực hiện cái chế độ ăn giảm muối mà đúng như khuyến cáo mà bác sĩ Trí vừa chia sẻ, chúng ta có thể giảm được tới 5 chỉ số huyết áp. Ví dụ như huyết áp mọi người đang là 140, có thể là chúng ta đưa cái chỉ số huyết áp mình về còn 135 thôi. Đó là một con số trung bình được đạt được khi nếu mà chúng ta thực hiện chế độ ăn giảm muối tốt. Phương pháp thứ tư để mà điều trị giảm huyết áp không cần dùng thuốc, đó là chúng ta phải hạn chế lượng rượu bia. Thì rượu bia thực ra chúng ta ngay cả các hội tim mạch vẫn khuyến cáo chúng ta vẫn có thể là dùng được một lượng cho phép. Thì lượng cho phép đó là bao nhiêu? Thì theo như các hội tim mạch khuyến cáo thì đối với nam là chúng ta nên dùng mỗi ngày dưới 2 đơn vị, còn đối với nữ là chúng ta nên dùng mỗi ngày dưới 1 đơn vị. Vậy thì 1 đơn vị là bao nhiêu? Ví dụ như một lon bia có thể tích là 330 ml và hàm lượng độ cồn là 5%, thì một lon bia là khoảng 1 đơn vị. Thì nam giới thì một ngày nên dùng dưới 2 lon bia. Còn nếu mà đổi ra rượu vang á, thì một ly rượu vang khoảng 150 đến 180 ml, thì một ly như vậy thì cũng gọi là 1 đơn vị luôn. Còn đối với rượu đế là cái loại ly nhỏ nhỏ đó, thì một ly rượu đế cũng là 1 đơn vị. Thì đối với nam thì mọi người lưu ý nhớ cho bác sĩ Trí là chúng ta nên giảm xuống mỗi ngày chỉ tiêu thụ dưới 2 đơn vị, và nữ là dưới 1 đơn vị thì mới tốt. Nghe bác sĩ Trí nói là mỗi ngày dùng 2 đơn vị, mình nên dùng, nếu mà mình có dùng thì mình nên dùng hàng ngày như vậy thì sẽ tốt hơn. Hơn là chúng ta dồn 1 tuần chúng ta uống liền 14 lon bia thì như vậy sẽ không tốt nha mọi người. Thì theo như báo cáo của các hội tim mạch cho thấy là nếu chúng ta thực hiện tuân thủ chế độ hạn chế rượu bia, chúng ta có thể giảm được 3 chỉ số huyết áp, giảm được 3 mm thủy ngân luôn. Thì mọi người cố gắng thực hiện các biện pháp này. Mọi người lưu ý cho bác sĩ Trí nữa là nếu như chúng ta uống nhiều rượu bia quá, chúng ta không hạn chế đó thì nó sẽ có rất là nhiều tác hại. Đầu tiên là việc chúng ta uống nhiều rượu nó sẽ làm cho huyết áp chúng ta bị tăng lên. Thì mọi người để ý là khi mà chúng ta uống nhiều rượu bia quá thì sau đó chúng ta sẽ thấy mệt nè, hồi hộp, đánh trong ngực, thì đó là dấu hiệu của huyết áp tăng lên. Cái thứ hai nữa, nếu như chúng ta đang dùng thuốc huyết áp mà chúng ta uống rượu bia thì chính cái việc uống rượu bia vậy nó sẽ làm cho viên thuốc huyết áp của chúng ta tác dụng không hiệu quả, nó dẫn tới là huyết áp chúng ta rất là khó hạ.
Nên cho nên là mọi người hãy dùng cái lượng rượu bia hạn chế đúng như khuyến cáo nhé. Phương pháp thứ năm để mà kiểm soát huyết áp không dùng thuốc, đó là mọi người phải bỏ thuốc lá. Nếu như chúng ta đang hút thuốc lá là chúng ta nên giảm hẳn, không giống như rượu bia thì thuốc lá là chúng ta nên ngưng toàn bộ thuốc lá luôn. Thì như mọi người biết á, là trong khói thuốc lá có tới hơn 7.000 hóa chất độc hại, đặc biệt là chất nicotine là một hóa chất rất độc hại, ảnh hưởng rất là nhiều trên hệ thống tim mạch và huyết áp. Thì mỗi khi chúng ta hút một đi thuốc xong á, thì huyết áp chúng ta nó sẽ hơi tăng lên. Thì nếu như chúng ta ngưng ngưng hút thuốc lá, huyết áp chúng ta có thể trở về bình thường. Thì như mọi người biết, nếu mà chúng ta giảm được thuốc lá thì chúng ta có thể là giảm, không những là giảm được chỉ số huyết áp mà chúng ta còn giảm nguy cơ tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ, và chúng ta còn giảm nguy cơ các bệnh lý phổi như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là ung thư phổi. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ tăng chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Cho nên mọi người nếu mà đang có hút thuốc lá thì chúng ta nên bỏ dần và tiến tới là ngưng luôn thuốc lá. Thực sự là nếu mà chúng ta đang hút một ngày đang hút khá là nhiều thuốc lá mà chúng ta ngưng liền thì thật sự khá là khó. Thì bác sĩ Trí có một cái kinh nghiệm, đó là chúng ta nên bỏ dần dần ha. Ví dụ như hôm nay chúng ta đang hút là một ngày một gói, thì ngày mai á, chúng ta có thể là giảm bớt một điếu, ngày mốt chúng ta giảm thêm một điếu nữa, rồi tiếp tục mỗi ngày chúng ta giảm một điếu, thì cho tới lúc chúng ta sẽ giảm giảm hẳn và ngưng luôn thuốc lá. Như vậy á, thì cơ thể mình sẽ quen với cái tình trạng giảm thuốc mỗi ngày như vậy, thì cái việc bỏ thuốc lá chúng ta sẽ hiệu quả hơn. Mọi người có thể là áp dụng cái biện pháp này. Cái biện pháp thứ sáu để mà điều trị huyết áp không dùng thuốc, đó là mọi người phải hạn chế cái stress căng thẳng trong cuộc sống. Cái stress căng thẳng, cái áp lực đó cũng là một cái nguyên nhân làm cho huyết áp của chúng ta tăng lên, và là một trong nguyên nhân để làm cho huyết áp của chúng ta điều trị rất là khó hạ. Và mọi người biết là khi mà chúng ta bị stress căng thẳng thì chúng ta lúc đó chúng ta có thể là ăn uống không lành mạnh, chúng ta lại tăng cường sử dụng các chất kích thích như là rượu bia hoặc là thuốc lá. Chính những yếu tố này kèm theo với việc cái stress căng thẳng có thể làm cho huyết áp chúng ta tăng lên nhiều và rất là khó hạ. Cho nên chúng ta hãy cố gắng làm việc, sinh hoạt điều độ, có thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh đó là chúng ta phải hạn chế được những cái stress, những cái áp lực căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày thì mới tốt cho việc điều trị bệnh lý tăng huyết áp. Phương pháp thứ bảy trong việc điều trị huyết áp không dùng thuốc, đó là chúng ta sẽ áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh. Thì chế độ ăn uống lành mạnh đó là gì? Theo như các khuyến cáo của các hội tim mạch trên thế giới là chúng ta sẽ thực hiện chế độ ăn DASH. Chế độ ăn DASH là chế độ ăn phòng ngừa và kiểm soát bệnh lý tăng huyết áp. Thì nếu chúng ta thực hiện tốt chế độ ăn này, chúng ta có thể giảm được 10 chỉ số huyết áp, 10 mm thủy ngân nha mọi người. Thì về nguyên lý chúng ta sẽ giảm những thực phẩm gì và tăng cường các thực phẩm gì? Về nguyên lý đó là chúng ta sẽ giảm các thực phẩm mà chứa nhiều chất béo bão hòa, cholesterol hoặc là chất béo chuyển hóa hay là chất béo dạng stran, chúng ta sẽ giảm bớt các chất đường bột. Còn tăng cường, chúng ta sẽ tăng cường các thực phẩm chứa nhiều chất xơ, chứa nhiều cái hàm lượng kali, magie, canxi cao, hoặc là tăng cường các chất béo bão hòa. Nếu chúng ta thực hiện tốt chế độ ăn này thì chúng ta có thể giảm được tới 10 chỉ số huyết áp. Và bác sĩ Trí sẽ có một cái video cụ thể hơn về chế độ ăn uống như thế nào để tốt cho người bệnh huyết áp. Thì như mọi người biết á, bác sĩ Trí vừa đi qua 7 cái phương pháp điều trị tăng huyết áp không dùng thuốc, hay là những phương pháp thay đổi lối sống đối với người bệnh tăng huyết áp. Thì mọi người lưu ý cho bác sĩ Trí, thì các phương pháp này có thể hỗ trợ cho chúng ta giảm được phần nào chỉ số huyết áp. Trong một số trường hợp khi mà chúng ta đi khám bệnh á, khi mà bác sĩ đã chẩn đoán cho chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà vì một số lý do ví dụ như độ tuổi chúng ta còn trẻ, chúng ta cái nguy cơ tim mạch còn thấp và chỉ số huyết áp của chúng ta chưa cao, thì có thể là bác sĩ khuyên mọi người về áp dụng các biện pháp thay đổi lối sống và chưa vội dùng thuốc. Thì lúc đó mọi người sẽ áp dụng các biện pháp, 7 biện pháp mà như bác sĩ Trí vừa chia sẻ, thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người giảm được chỉ số huyết áp. Cái thứ hai, trong trường hợp mà mọi người đi khám đã được bác sĩ kê đơn thuốc rồi, thì ngoài việc dùng các đơn thuốc của bác sĩ thì chúng ta vẫn áp dụng thêm các biện pháp này, áp dụng thêm 7 biện pháp thay đổi lối sống này, nó sẽ hỗ trợ cho mọi người. Thứ nhất là giảm được phần nào huyết áp thêm, cộng thêm với việc dùng thuốc. Và cái thứ hai là làm cho chúng ta điều trị thuốc hiệu quả hơn. Thì bác sĩ Trí sẽ có những video tiếp theo về bệnh lý tăng huyết áp, và video tiếp theo là video về chế độ ăn uống lành mạnh đối với người bệnh tăng huyết áp. Mọi người đón xem nhé.